Huấn luyện viên Shin Tae-yong thông báo thông tin bất ngờ về AFF Cup. Huấn luyện viên Shin Tae-yong xác nhận Indonesia sẽ cử đội hình phụ dự AFF Cup 2024. Mới đây nhất, huấn luyện viên Shin Tae-yong xác nhận đội tuyển Indonesia sẽ chỉ dùng lực lượng U22 tranh tài tại AFF Cup 2024. Đội tuyển chúng tôi sẽ đến với AFF Cup 2024 với lực lượng U22. Vì vậy, tất nhiên sức mạnh sẽ bị giảm so với các đội khác, huấn luyện viên Shin chia sẻ. Tôi sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ lọt vào trận chung kết. Năng lực của chúng tôi đã tiến bộ ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, thành thật mà nói, tôi hy vọng sẽ vào chung kết AFF Cup 2024, ông Shin nói. Về kế hoạch chuẩn bị của đội nhà, huấn luyện viên Shin Tae-yong cho biết, vì chúng tôi chưa hoàn thành việc thi đấu với Nhật Bản và Ả Rập Xê Út nên chúng tôi chưa nghĩ đến phương án cho AFF Cup 2024 sẽ như thế nào. Sau vòng loại World Cup 2026, theo lịch trình, chúng tôi sẽ lên đường đến Bali vào ngày 26 tháng 11 và sẽ tập luyện 10 ngày tại đây trước khi lên đường đến Myanmar đá trận mở màn AFF Cup 2024. Về lực lượng của tuyển Indonesia ở giải AFF Cup tới, huấn luyện viên Shin Tae-yong tiết lộ, AFF Cup 2024 không phải là giải đấu chính thức của FIFA và cũng không diễn ra trong dịp FIFA Days. Vì vậy, có thể sẽ khó để gọi cầu thủ nước ngoài. Đó có thể là một trong những lý do tại sao chúng tôi không thể sử dụng họ, ông nói. AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 12 năm 2024 đến ngày 5 tháng 1 năm 2025. Đội tuyển Indonesia nằm ở bảng B với Việt Nam, Philippines, Myanmar và Lào. Tuyển Việt Nam sẽ chính thức ra quân giải AFF Cup 2024 vào ngày 9 tháng 12, với trận đấu gặp Lào trên sân đối phương. Sau trận đấu gặp Lào, tuyển Việt Nam sẽ gặp tuyển Indonesia vào ngày 15 tháng 12 trên sân nhà, gặp Philippines ngày 18 tháng 12 trên sân khách và gặp Myanmar ngày 21 tháng 12 trên sân nhà. Vòng đấu bảng của giải AFF Cup 2024 kết thúc ngày 21 tháng 12. Các trận đấu của vòng bán kết lượt đi diễn ra vào các ngày 26 tháng 12 và 27 tháng 12. Các trận bán kết lượt về diễn ra trong các ngày 29 tháng 12 và 30 tháng 12. Việc Indonesia chỉ dùng đội U22 phần nào giúp tuyển Việt Nam dễ thở hơn và tăng cơ hội phục thù đội tuyển xứ sở vạn đảo sau 3 trận thua liên tiếp.